Các bạn thân mến, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Tố Hữu được biết tới là một trong những đại diện tiêu biểu của mảng thơ ca cách mạng. Mỗi bước chuyển mình của lịch sử, Tố Hữu đều ghi dấu ấn của mình với bạn đọc bằng những tập thơ xuất sắc. Và nhà thơ này mang trong mình giọng thơ trữ tình chính trị, có nghĩa là có thể viết về những sự kiện lịch sử quan trọng bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Và chị là Minh Hiên. Ngày hôm nay, rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Ở trong phần audio văn học ngày hôm nay, như phần dẫn ban đầu của chị, thì chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về Tố Hữu. Cùng với đó là một trong số những thi phẩm được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu và đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca cách mạng, bài thơ Việt Bắc. Và tất nhiên rồi, ở trong phần audio ngày hôm nay, chị sẽ giới thiệu cùng với các bạn hai phần mở bài mà các bạn có thể sử dụng để đưa vào, chúng ta dẫn dắt và hoàn thành những cái bài phân tích hay là chứng minh nhận định hoặc là so sánh hoặc là liên hệ về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu một cách thật hay. Và chị mong rằng là với phần mở bài mà chị chia sẻ thì các bạn có thể thỏa sức sử dụng những ý tưởng của mình và viết ra những mở bài thật là ấn tượng, thật là chất lượng và viết được một bài văn cực kỳ là độc đáo và của riêng các bạn kèm nhé. Mở bài đầu tiên mà chị dành cho các bạn như sau. Gặp gỡ rồi chia ly, ai cũng hiểu nguyên lý tất yếu này của cuộc sống, nhưng lại không thể ngăn nổi lòng mình giữa những cuộc chia xa đầy cảm xúc. Những cán bộ cách mạng và đồng bào trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu cũng không phải là ngoại lệ. Để cho tới khi những nhớ thương trào lên thành vần thành điệu, đứng trong số đội ngũ của những người rời Việt Bắc về Hà Nội, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ bằng tất thảy những tình cảm chân thành của một người chiến sĩ kiên trung, còn dành cho đồng bào Việt Bắc. Để lại nhiều ấn tượng với bạn đọc trong bài thơ Việt Bắc, đó chính là 10 câu thơ đầu miêu tả về vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Bắc trong bức tranh Tứ Bình. Chị xin lỗi ạ, là 10 câu thơ, được không nào? Vừa rồi thì chị có đọc là 10 câu thơ đầu nhỉ? Các bạn có thể gọi là lưu ý và nốt lại giúp cho chị phần này nhé. Ok không? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mở bài số 02 dành cho các bạn như sau. Đây sẽ là một mở bài cực kỳ ấn tượng nếu như các bạn biết vận dụng đấy. Mặc dù là nó hơi bị dài một chút, nhưng chị mong là các em sẽ biết cách tiết chế lại. Mở bài số 02 dành cho các bạn như sau. Có một người nghệ sĩ đã từng tâm sự trong thi phẩm của mình. Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Cũng là thi sĩ ấy, khi sắp phải lìa xa với cuộc đời, đã cất tiếng thơ sâu lắng. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy dòng thơ một nắm cho. Thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Hào sảng là vậy, nhưng cũng nặng nghĩa nặng tình là vậy. Không ai khác ngoài người nghệ sĩ, người chiến sĩ cách mạng, Tố Hữu. Cứ như thế, bao trang thơ hay cũng chính là những trang sử vẻ vang, trang cách mạng hào hùng mà Tố Hữu đã chấp bút để đi vào lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Tiêu biểu trong số đó không thể không kể đến bài thơ Việt Bắc. Thi phẩm ra đời nhân một sự kiện lịch sử trọng đại là kết tinh của phong cách thơ trữ tình chính trị, là thứ văn chương cách mạng chí nghĩa chí tình, cái văn chương nên thơ nên nhạc. Đây là lời nhận định của Xuân Diệu ạ. Và bài thơ này ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc từ vẻ đẹp của bức tranh Tứ Bình về cảnh vật và con người Việt Bắc. Tương tự như vậy, với những đề bài khác nhau, nếu như người ta hỏi về những đoạn thơ khác nhau thì các em có thể thay đổi một chút ở trong phần đặt vấn đề. Ok không nào? Chị hy vọng rằng là với cái phần audio văn học ngày hôm nay, thật ra là cái phần trò chuyện của chị em mình thôi, thì các bạn có thể tìm thấy những cái cách mở bài thật là hay khi mà các bạn viết về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Và chị hy vọng là các em sẽ yêu quý, sẽ yêu thích những phần audio văn học hơi ngắn ngắn một chút nhưng mà vô cùng bổ ích và đáng yêu như thế này mà chị Hiên dành cho các bạn các em nhé. Buổi tối ngày hôm nay được nghe giọng nói của chị Hiên rồi, bây giờ thì đi ngủ thôi nhở. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho chị và chị mong rằng là chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ở trong phần audio tiếp theo các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị. Chúc các em sẽ ngủ thật là ngon nhé. Bye bye.